Thưa quý vị, có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2008 và sau hơn một thập kỷ phát triển, Amway Việt Nam, thành viên của tập đoàn Amway, tập đoàn bán hàng trực tiếp số 1 thế giới 8 năm liên tiếp có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành bán hàng đa cấp. Trong thời gian vừa qua, Amway Việt Nam đã tham gia rất tích cực vào công tác bảo vệ người tiêu dùng. Trong đó, nổi bật là việc hợp tác cùng Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương để thực hiện một số hoạt động tuyên truyền phổ biến trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn năm 2020-2021. Và để hiểu rõ hơn quyền lợi của người tiêu dùng trong việc tiếp cận các mặt hàng thuộc tập đoàn Amway, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay chương trình Tiêu dùng 24/7 hai khách mời vô cùng đặc biệt. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phương Sơn là giám đốc đối ngoại công ty Amway Việt Nam. Xin chào MC và xin chào tất cả khán giả. Và cũng xin được giới thiệu với quý vị bà Nguyễn Thúy Lương, hiện tại là trưởng phòng phân phối và trải nghiệm toàn quốc công ty Amway Việt Nam. Chào Bảo Ngọc, cũng như xin kính chào quý vị khán giả. Xin được gửi lời cảm ơn tới hai khách mời đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Và câu hỏi đầu tiên thì Bảo Ngọc muốn gửi tới ông Sơn, được biết là trong nhiều năm trở lại đây, Amway đã có rất nhiều hoạt động với mục đích là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vậy ông Sơn có thể chia sẻ thêm về các hoạt động bảo vệ lợi ích người tiêu dùng tại Việt Nam được không ạ? Trong 3 đến 4 năm qua, chúng tôi đã đồng hành cùng Bộ Công Thương tham gia vào cái ngày bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, ngày truyền thống vào ngày 15 tháng 3 hàng năm. Và đặc biệt trong năm 2020, chúng tôi đã ký kết một biên bản ghi nhớ với Trung tâm Tư vấn Đào tạo của Cục Cạnh tranh Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công Thương trong công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức về quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn 2020-2021. Trong đó có 4 cái mục tiêu chính. Thứ nhất là tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng. Cái thứ hai là tuyên truyền và phổ biến về cái tổng đài tư vấn của người tiêu dùng của Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương. Thứ ba là hướng dẫn các nơi tiêu dùng, tức là những cái hội bảo vệ người tiêu dùng ở các địa phương tích hợp vào cái hệ thống phần mềm của Cục Bảo vệ người tiêu dùng, hiểu rõ hơn về cái phần mềm đó trong các cái việc đưa ra những cái nhận, những cái thông tin khiếu nại, kiến nghị hoặc là những cái thông tin mà người tiêu dùng muốn được giải đáp. Và cuối cùng là nâng cao cái dữ liệu bảo vệ người tiêu dùng của Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng đóng góp vào công tác bảo vệ người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì trong những năm qua thì Amway Việt Nam cũng đã phối hợp với rất nhiều cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền và có những cái chuyên mục rất là đặc biệt trong công tác bảo vệ người tiêu dùng. Cảm ơn ông với những thông tin hết sức đầy đủ và chi tiết. Và bà Nguyễn Thị Lương thân mến, bà có thể chia sẻ thêm về các chính sách và quy trình bảo hành hàng hóa tại Amway được không ạ? Đối với Amway Việt Nam thì cũng đã xây dựng những cái chính sách riêng cho quy trình mua lại, đổi trả hoặc là bảo hành hàng hóa do Amway cung cấp. Thì quy trình này cũng đã được đăng ký và được phê duyệt bởi Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương. Trong chính sách này thì có những điểm rất là đặc biệt dành cho khách hàng của Amway. Ví dụ như khách hàng thì có thể trả lại hàng hóa trong vòng 45 ngày kể từ ngày mua hàng nếu như hàng hóa đó bị lỗi do sản xuất. Hoặc khách hàng cũng có thể yêu cầu Amway mua lại hàng hóa trong vòng 45 ngày kể từ ngày mua hàng nếu như sản phẩm vẫn còn nguyên vẹn, vẫn chưa sử dụng tới và vẫn còn nguyên tem nhãn. Sau khi trừ đi 10% chi phí hành chính thì Amway cũng sẽ hoàn trả cho khách hàng một cái chi phiếu với giá trị tương đương và khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng chi phiếu đó để mua sản phẩm khác nếu có nhu cầu. Nếu không có nhu cầu thì khách hàng cũng có thể nhận lại bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Toàn bộ những chính sách về mua lại, đổi trả và bảo hành hàng hóa này thì Amway cũng đăng tải và niêm yết rất rõ ràng, công khai ở tại các chi nhánh cơ sở của Amway. Đồng thời cũng có đăng tải trên cổng thông tin điện tử chính thức của Amway. Cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Và ông Sơn thân mến, được biết là Amway Việt Nam lần thứ 5 vinh dự liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam. Và để có thành tựu như ngày hôm nay thì Amway đã có chiến lược phát triển ra sao ạ? Chúng tôi cũng rất là tự hào trong 5 năm vừa qua chúng tôi được trao tặng là top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam do Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam VCCI trao tặng. Phát triển bền vững là một trong những cái
chiến lược xuyên suốt của tập đoàn Amway trên toàn cầu cũng như là tại Việt Nam. Trong những năm vừa qua thì Amway Việt Nam luôn đầu tư vào các hoạt động đổi mới cũng như là các hoạt động về chiến lược ở tập đoàn Amway, từ sản xuất, phân phối và kinh doanh. Đặc biệt là trong những năm vừa qua, chúng tôi đầu tư rất mạnh vào các thành tựu, sử dụng những thành tựu của kỷ nguyên số 4.0 để đáp ứng vào các hoạt động kinh doanh. Và thưa quý vị thân mến, để chúng ta hiểu rõ hơn về những giá trị mà Amway đã mang lại, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Amway Việt Nam được thành lập vào năm 2008, là thành viên của tập đoàn bán hàng trực tiếp hàng đầu thế giới Amway. Về an toàn sản xuất, nhà máy tại khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bình Dương, với vốn đầu tư 25 triệu đô la Mỹ và công suất 200 triệu đô la Mỹ một năm, nhà máy đã đạt tiêu chuẩn quốc tế, đạt được các chứng nhận uy tín về quy trình sản xuất cũng như an toàn với môi trường. Hiện đang sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao, phục vụ hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam. Mình kinh doanh Amway thì đầu tiên là vì mình thích cái sản phẩm này và mình muốn chia sẻ cái sản phẩm chất lượng này cho mọi người. Và cái thứ hai là thông qua cái sản phẩm tiêu dùng của Amway này thì mình có thể là nâng cao cái chất lượng cuộc sống trong gia đình và có thể là tăng thu nhập. Và chia sẻ rất là thật là sau một cái thời gian là gắn bó với công việc kinh doanh Amway, phân phối sản phẩm Amway đưa ra các thị trường thì bây giờ chất lượng cuộc sống của gia đình mình đã thay đổi hơn rất là nhiều. Trong nhiều năm vừa qua, nhà máy sản xuất của Amway đã được trang bị máy móc và công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế và có dây chuyền sản xuất với nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu là nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Có rất là nhiều những lợi ích mà tôi nhận được khi mà tôi lựa chọn công việc kinh doanh Amway. Đầu tiên thì đây là một cái sự nghiệp kinh doanh mà hoàn toàn là miễn phí. Tôi có thể tham gia mà không có cần bất kỳ một cái sự đầu tư nào, cho nên là gần như là không có rủi ro. Tôi có thể tăng cái thu nhập của mình lên. Tôi có thể lựa chọn cái công việc kinh doanh này, tôi có thể làm toàn thời gian hoặc là tôi có thể làm bán thời gian. Cái hành trình mà kinh doanh Amway này á thì công ty luôn luôn có những khóa đào tạo, huấn luyện về những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, như là những kiến thức về dinh dưỡng này, về chăm sóc sức khỏe này, những cái kiến thức về làm đẹp. Và có một cái điều mà tôi rất là thích ở đây, đó là trên mọi cái nẻo đường của mình thì Amway luôn đồng hành, Amway luôn chúc mừng, luôn tôn vinh, luôn cổ vũ cho mọi cái nấc thang của tôi khi mà tôi hoàn thành cái mục tiêu của mình. Nhờ những đóng góp tích cực trong nhiều năm vừa qua, Amway Việt Nam, công ty bán hàng đa cấp đầu tiên tại Việt Nam, đã được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Qua đó một lần nữa khẳng định vị thế của Amway, cũng như sự phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam, với mục tiêu giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng là Amway đã và đang mang tới những giá trị tốt đẹp cho người tiêu dùng và giá trị kinh doanh vô cùng bền vững. Vậy thưa ông Nguyễn Phương Sơn, cho tới thời điểm hiện tại, Amway đã đạt được những giải thưởng danh giá nào ạ? Trong những năm vừa qua thì Amway cũng rất là tự hào, đã được các cơ quan nhà nước trao tặng những cái phần thưởng hoặc là những cái bằng khen vô cùng danh giá. Chẳng hạn như là năm 2018, chúng tôi được Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng bằng khen trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng giai đoạn 10 năm 2008-2018. Ngoài ra thì chúng tôi cũng được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen về những cái thành tựu và những cái công tác trong lĩnh vực từ thiện đối với báo Hà Nội Mới. Đặc biệt trong năm 2020 thì chúng tôi được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trao tặng bằng khen về những cái thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID. Và đến cuối năm 2020, chúng tôi lại nhận được cái bằng khen doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam ASEAN 2020. Đó là những cái thành tựu mà chúng tôi đánh giá là vô cùng quan trọng, bên cạnh những cái giải thưởng như 5 năm liên tiếp về phát triển bền top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam, cũng như là những cái bằng khen về những sản phẩm của chúng tôi do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng trao tặng. Với sự phát triển như vậy thì chắc chắn là Amway sẽ còn nhận được nhiều những giải thưởng danh giá nữa đến từ nhà nước trong thời gian sắp tới. Và câu hỏi cuối cùng thì Bảo Ngọc muốn dành tặng cho bà Nguyễn Thúy Lương. Bà có thể chia sẻ những bí quyết làm thế nào để Amway chiếm trọn được niềm tin của người tiêu dùng được không ạ? Với Amway thì luôn luôn cam kết rằng có thể phát triển bền vững và lâu dài tại thị trường Việt Nam.
Cho nên Amway đã lấy cái quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng cũng như việc tuân thủ pháp luật làm tôn chỉ trong các hoạt động của mình. Ngoài ra thì Amway cũng rất là chú trọng đến các dịch vụ về phân phối cũng như các trải nghiệm thực tế của người tiêu dùng. Toàn bộ các cái thông tin về sản phẩm, về giá thành hay về hướng dẫn sử dụng thì Amway cũng niêm yết rất rõ ràng, công khai, thì khách hàng hoàn toàn có thể dễ dàng tìm hiểu, so sánh, lựa chọn sản phẩm khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty. Vâng, đây chắc chắn là những bí quyết khiến cho Amway đã giữ được niềm tin của quý khách hàng trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn hai khách mời của chúng ta đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng những thông tin vừa rồi đã góp phần giúp cho quý vị hiểu rõ về quyền lợi của người tiêu dùng trong việc tiếp cận, sử dụng các mặt hàng thuộc tập đoàn Amway, cũng như những giá trị thiết thực mà thương hiệu này mong muốn mang tới cho người tiêu dùng. Và đến đây thì thời lượng chương trình Talk Show của chúng tôi đã kết thúc. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới hai khách mời đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!